Anh Điệp mà mở ca đến từ Quảng Ninh, và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn là bảo mật cái VPN thông qua cái phương thức đó là phương thức SSH. Thì server Linux thì nó có nhiều cái để bảo mật, ví dụ như là tường lửa, các cái dịch vụ HTTP, HTTPS hoặc là SSH thì cũng nằm trong những cái cần phải được bảo mật. Thì để mà bảo mật thì chúng ta phải SSH rồi trong server này. SSH ta sẽ SSH với cú pháp là tên tài khoản a cộng tại enter thì có IP. Thì một trong nguyên tắc về bảo mật đó là khi chúng ta SSH thì chúng ta sẽ không bao giờ SSH bằng tài khoản root. Thứ hai là chúng ta phải đổi port, chúng ta không nên sử dụng port 22. Ở đây tôi có sẵn một cái bài rồi, tôi sẽ đưa ra vài cái các cái best practice, tức là những cái tốt nhất nên dùng, ví dụ như là sử dụng port SSH là một port khó đoán, ví dụ như là port 6222. Các bạn có thể sử dụng port nào tùy các bạn, 5 hay cả. Tiếp theo chúng ta sẽ không cho user root được đăng nhập, permit root login bằng low. Tiếp theo là listen address thì các bạn chỉ cho SSH nếu như ở công ty hoặc là ở nhà bạn thôi. Thì sửa cái file là file etc ssh shd chỉ config enter yes. Thì đăng khi mà chúng ta đăng nhập này rất đơn giản thôi, ta paste password à. Tuy nhiên thì nếu mà lộ password ra thì nó cũng không bảo mật đâu. Thì để mà bảo mật được thì chúng ta cũng phải tắt cái chế độ đăng nhập bằng password đi, không cho đăng nhập bằng password, chỉ cho phép đăng nhập bằng private key thôi. Gần như là cái nơi nào cũng làm thế, và kể cả là các cái trang như là Amazon Web Service nó cũng bắt chúng ta phải tạo private key ra. Giờ chúng ta sẽ sửa cái file shconfig. Thao tác đầu tiên của tôi là tôi sẽ đổi được cái port này. Mặc định port sẽ là port 22. Và tôi sẽ đổi port này thành port 6222. Ta lưu lại Ctrl O. Thì nếu như bạn nào cài SSH Linux thì các bạn phải copy cái lệnh này, các bạn vứt ra bên ngoài và thay cái này thành cái 6222 này. Người ta gọi enter thì mới được. Tôi không cần. Ta gọi lệnh shd-t để kiểm tra xem có đúng cú pháp hay không. Như vậy là cú pháp đã hoàn toàn chính xác. Bây giờ tôi sẽ tiến hành thêm port 6222 và port này. Và port xong thì ta sẽ xóa port cũ đi. Sau khi xóa port cũ xong thì nó sẽ báo while link, chúng ta sẽ nix port ra. Trước khi mà nix port thì chúng ta sẽ reload success rồi, ta lại report ra. Ta gọi enter. Như vậy là chúng ta đã có một cái port là 6222 được mở. Giờ chúng ta sẽ hủy cái phiên làm việc này đi và chúng ta SSH lại vào cái server là 164. Ta gọi enter. Thì mặc định khi các bạn không chỉ định port ấy, thì nó sẽ vào cái port 22, copy vứt vào. Như vậy là nó vẫn đang nhận cái port 22. Thì một trong những thao tác khi bạn sửa config xong ấy, thì các bạn phải gõ thêm cái lệnh này restart, vứt vào đây enter. Exit cái server đi. Exit. Ta đã log out nhé. Bây giờ ta sẽ SSH lại. Enter thì nó báo là cái port 22 này nó sẽ không connect được. Và bạn chỉ định port 6222 enter thì chúng ta mới có thể đăng nhập được. Đấy, yêu cầu password ngay để đăng nhập được. Copy. Vứt vào đây. Enter. Enter. Rồi, như vậy chúng ta đã đăng nhập thành công. Thì khi các bạn sử dụng các cái VPS kiểu VUL, TR, Digital Ocean ấy, thì khi mà đặt port 22 ấy, thì rất dễ bị quét. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào việc đó là disable với thằng UR root ấy, sẽ không được login, mà bắt buộc là phải gì ạ? Mà bắt buộc là phải tạo ra một tài khoản mới. Ví dụ như tài khoản anh điểm MK, tôi tạo luôn một tài khoản mới đi. Thêm một tài khoản mới
cho tài khoản này có quyền sudo, ta gọi lại là vsudo. Rồi chúng ta sẽ thêm một dòng đây, cái dòng ở đây tôi soạn sẵn rồi, mình chỉ việc copy và thay đổi thôi. Dòng này thêm vào cuối file cũng được, hoặc là các bạn thêm vào đây cũng được. Đây là tài khoản này được cấp tất cả mọi quyền chạy tất cả mọi thứ và no password, tức là không hỏi password. Ta copy, ta ấn phím Y vì chúng ta đang dùng V mà. Ta bấm phím Y để chuyển đến chế độ Insert, chúng ta paste vào. Ta bấm phím Escape trên bàn phím để thoát ra chế độ lệnh. Ta gõ hai chấm tiệm X tức là Y và Quit tức là lưu lại và Quit Enter, xong rồi. Hoặc các bạn có thể thực hiện thao tác là User Mode Add vào User anh điểm MK vào Group View. Tôi xích sang User anh điểm MK Enter. Tôi xích lại sudo, như vậy là anh điểm MK đã có thể sử dụng được sudo, lệnh sudo. Bây giờ tôi sẽ cd vào, tôi sẽ xích sang user anh điểm MK một lần nữa, ls giữa al và cd ngã nhé, ls giữa al cd ngã tức là chúng ta về home. Home của chúng ta hiện tại đang là home sạch anh điểm MK. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải tạo ra một thư mục là ssh tại thư mục home mk là sạch.ssh. Tạo ra xong thư mục này rồi, ta kiểm tra. Ta đã có thư mục này rồi. Giờ chúng ta sẽ chmod 700 ngã chuột.ssh. Sau khi chmod xong, ta sẽ tắt ra cái file Auth key, cái file chứa các cái public key ạ. Sau đấy chúng ta sẽ chmod 600 cho file này. 600 tức là chỉ cho cái thằng user hiện tại, tức là anh điểm MK có quyền đọc ghi, chứ không các cái group cũng như là public thì sẽ không có quyền gì. Chmod 600. Ta sửa cái file Auth key này đi. Thì cái file này chuyên để chúng ta vứt vứt vào đây một cái gọi là gì ạ, cái public key ấy. Giờ chúng ta lấy public key ở đâu, thì ta mở một trình duyệt terminal mới, ta cat cái file đó là ngã chuột chấm ssh id rdapoc enter. Thì tôi đã gen ra cái key sẵn rồi, insert ở ấn phím y, ấn phím v và escape và chúng ta 2.x lưu lại. Thì các bạn muốn là biết cái file này làm sao để gen ra, chúng ta gọi lại là ssh trừ tgen đã enter, nó hỏi chúng ta đây là cái mục để generate cái public key và private key, thì vui lòng nhập nhập tên hoặc là enter để sử dụng cái mặc định. Thì tôi sẽ nhập tên id trừ rs, đặt tên là my key, enter, nhập passphrase tôi để rộng, enter enter ls chữ al grab my key. Như vậy nó sẽ tạo ra cặp, đây là cặp private key và cái public key có đuôi là chữ pub. Ta cắt cái file này ra, chúng ta paste lên cái vừa rồi để chúng ta cấu hình cái gọi là đăng nhập bằng tài khoản anh điểm MK. Giờ chúng ta sẽ disable cái root login đi, permit root login for put vào đây. Quay trở lại sh ta sudo su chuyển lại urlroot, ta sẽ vim, ta sửa cái file này đi, vim chưa có ta dùng nano. Bây giờ ta sẽ bấm tổ hợp phím Ctrl W, ta sẽ search với từ khóa là permit enter. Permit nó sao, ta đang sử dụng có tiếng Việt, chúng ta tắt đi nhé các bạn. Ctrl W, ta search với từ khóa permit, có enter, permit root login, yes, ta bỏ vào đoạn ấy, ta sẽ sửa thành no, tức là không cho user root được phép login. Bây giờ tôi sẽ disable tính năng đăng nhập bằng password, thay vì đó ta sẽ đăng nhập bằng
public key. Tuy nhiên bây giờ ta sẽ phải test thử xem là public key của anh MMK đã hoạt động chưa. Ta sẽ bật cái public key authentication này, control W, search với từ khóa là pub key, enter. Pub key authentication, ta lại là yes, tức là cho phép đăng nhập bằng public key. Rồi ta sẽ gõ cái lệnh đấy là lệnh systemctl restart shd, restart đi. Bây giờ ta sẽ sh lại ssh tới port 6222, ta gõ enter. Giờ thì đúng port rồi nhưng mà thằng root tôi không cho đăng nhập nữa, để thành ra nó cũng chả hiện ra cái gì cả, đơ ngay. Bởi vì hiện tại chúng ta đang để là permit root login no, không cho root đăng nhập. Thì bây giờ muốn đăng nhập thì phải làm sao? Thì phải đăng nhập qua tài khoản anh MMK. Thì mỗi nhân viên mới vào công ty ấy, thì các bạn phải cấp cho họ một cái tài khoản. Mỗi nhân viên mới vào công ty bạn sẽ phải thêm một tài khoản. Ví dụ như ông nào tên là Hòa, chúng ta sẽ cấp cho tài khoản là Hòa. Ông nào Điệp thì là Điệp PN chẳng hạn, Phạm Hồng Điệp mà. Điệp PN, đấy, cấp tài khoản và bắt họ là đưa cái public key đây. Thì các bạn sẽ làm như vừa nãy, làm như vừa nãy, tạo ra user, add vào sudo. Sau đấy chúng ta sẽ tạo private key, tạo public, tạo key rồi để fill nhé. Ta đăng nhập bằng tài khoản là anh Điệp MMK, anh Điệp MMK. Và bây giờ chúng ta sẽ thêm tham số nữa là tham số trừ y đến cái hướng dẫn của cái file private key set.ssh. Và private key nó sẽ không có đuôi gì cả, thì tôi đang để là file id secure.ssh, enter. Port là port 6222. Các bạn chú ý chúng ta vẫn giữ cái lệnh này ở đây nhé, để cho tránh trường hợp chúng ta không đăng nhập được thì chúng ta vẫn thao tác được nó. Operation timeout không connect được, cái này là 32 đúng không? Sorry các bạn, IP address là 164 cơ. Chúng ta thử lại nhé, ta thử lại với tài khoản root xem đăng nhập được chưa, root còn đăng nhập được không. Vẫn còn đăng nhập được này, copy password vẫn vừa lại, có enter permission denied không được à, lại vừa lại password rồi này, enter password này tôi copy nguyên nhé, tôi chưa đổi đâu. Như vậy là chúng ta vẫn SSH được vào được, nhưng mà đến đoạn nhập password thì không, nó không chạy, bởi vì chúng ta sẽ đã đặt cái chế độ là permit root login, tức là cho phép URL root được login hay không, chúng ta không cho. Tôi sẽ đổi thành anh Điệp MMK đi. Tham số trừ y tới cái đường dẫn của file private key, tôi để là tại cái thư mục home, thư mục con là .ssh id là ta, tôi gọi enter. Như vậy ta đã SSH được thành công vào tài khoản anh Điểm MMK. Bây giờ chúng ta muốn dùng lệnh root nào, chúng ta sẽ sudo su để chuyển sang chế độ để chuyển sang URL root và chúng ta thực hiện như bình thường. Như vậy ta đã thành công trong việc là thêm cái public authentication, tức là đăng nhập bằng private key. Giờ ta sẽ disable cái password authentication đi. Đây là một trong những cái thao tác rất là quan trọng. Sudo lano etc ssh, các cái config ấy, nó hay được đưa vào thư mục etc, các bạn chú ý. Ssh d tích chữ config enter. Ta sẽ search với từ khóa là pop là password authentication, control w pass w enter.
password authentication ta đang để là yes thì chúng ta sẽ để là no ta nung nè. Ở đây nó cũng nói luôn to disable cái clear password thì trang thay đổi ở đây password authentication tôi để là no, tức là đăng nhập bằng password thì có được đăng nhập hay không. Ngoài ra thì có cái permit empty password, permit empty password ta sẽ để là no, không cho password rỗng. Disable empty password access ta chuyển ô ta lưu lại. Ngoài ra ở đây có một vài cái tôi cũng vứt cái này dưới comment cho các bạn nghiên cứu dần dần. Ta sẽ nâng cấp cái protocol, chọn chuẩn W, ta sẽ search qua protocol. Thì cái protocol này chưa có, ta sẽ thêm cái dòng protocol vào. Protocol là 2, lưu lại. LHDQT. Ok rồi. Giờ chúng ta sẽ tiến hành reset SSHD. Ta ra ngoài thì để giờ chúng ta sẽ SSH. IP là 164 nhé, tránh nhầm lẫn. Tài khoản root thì không đăng nhập được rồi. Đây là permission, permission denied luôn. Sau khi mà tôi tắt cái permit root login tắt đi, không cho đăng nhập luôn và password authentication nó để lâu thì nó từ chối ngay. Bây giờ chúng ta sẽ đổi thành UGMLK. Thì các bạn lưu ý là cứ ai vào công ty ấy, thì tạo cho họ một tài khoản riêng, xin cái họ về public key để vứt vào trong cái thư mục đó là SSH authentication key này. Thì bao giờ họ nghỉ việc tại công ty chúng ta sẽ vào cái thư mục đấy, ta sẽ xóa key đi. Thế là xong. Sudo rồi, lại chuyển thành sudo được. Thì ngoài ra chúng ta sẽ có một vài các cái thông số khác, ví dụ như là limit số lần đăng nhập sai, đăng nhập sai quá 5 lần thì thôi khóa lại. Hoặc là trong trường hợp mà chúng ta đang để như này, chúng ta đi uống nước hoặc chúng ta đi chơi thì trong vòng 5 phút, thì ở đây chúng ta để 300 giây, 300 giây nếu không hoạt động thì nó sẽ tự disconnect, nó timeout ấy. Còn trường hợp rất là nguy hiểm, ví dụ các bạn đi uống nước chẳng hạn, quên không tắt màn hình ấy, thì nó sẽ tự sau 300 giây sẽ tự terminate cái phiên làm việc ấy. Ngoài ra còn có cái tham số, đây là cái tham số Nixon address, tức là để đây cái địa chỉ IP ở nhà của công ty ấy. Làm sao để biết địa chỉ IP ở nhà của mình thì chúng ta gọi lệnh là watch email IP trên trình duyệt, ta sẽ copy được cái địa chỉ IP này. Chúng ta sẽ nano cái file này, nano etc eth ethd, và chúng ta sẽ xuống đây bỏ cái này đi, chúng ta sẽ cho cái IP vào đây, ta lưu lại. Như vậy là nếu mà ra ngoài nhà tôi ấy, thì sẽ không có IP này, như vậy là không thể truy cập được. Như vậy là hacker muốn tấn công vào nhà tôi, muốn tấn công vào server của tôi ấy, thì bắt buộc là phải vào được nhà tôi đã rồi mới SSH được vào cái này. SSHD chữ T rồi từ SSHD restart field system status fail to start, lại cái lỗi nhỉ. Có thể là cú pháp bị sai, sửa lại SSHD config cho dấu thẳng ở đây, lưu lại system restart thành công. Như vậy là vừa mới tôi thêm cái IP kia thì nó thêm cái listen address thì nó bị sai, thành ra là nó đang chưa được. Control W
mission address, enter. Đúng nhỉ? Listen address thì chúng ta để sau là IP là được mà. Ta sẽ gõ là shd-config, shd-config, listen address, multiple chẳng hạn. Thì nó bảo chúng ta là sửa và thêm cái dòng địa chỉ IP vào rồi. Copy. Thêm cái dòng này vào. Có what email IP. Lưu lại. Nó vẫn báo cho chúng ta là fail. Thì tạm thời tôi không 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 để listen address. Cái này tôi sẽ tìm hiểu nguyên nhân sau, và các bạn nào mà tìm hiểu được nguyên nhân sau thì cũng comment dưới video cho tôi nhé. Chứ bình thường mình cứ để listen address thành cái địa chỉ IP của nhà mình là được. Rồi, ta lưu lại. Ta sẽ restart lại cái PHP. Kiểm tra lại trạng thái đang là running shd config thì sẽ là hẹn gặp lại các bạn trong video sau, thì tôi sẽ chia sẻ các tool để quản trị tiếp tục server. Các bạn có bất kỳ một cái câu hỏi nào thì các bạn cũng comment dưới video của tôi. Xin chào bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video sau.